Vị nhân 9x tài năng như thể Hàn đeo bám, Chi Chi Hi, Ô Minh Si không hẳn do hoàn cảnh. Vẫn luôn biết làng phim Hàn biến động liên tục, gương mặt mới cũng ngày một nhiều hơn, nên để có được chỗ đứng là không hề dễ chút nào. Với lứa mỹ nhân 9x hiện nay, họ rất năng động cũng như biết cách tìm cơ hội để phát triển khá nhanh. Dù vậy, vẫn có những cái tên bị thụt lùi lại phía sau. Mặc dù cơ bản là họ chẳng thiếu yếu tố gì để nổi tiếng cả, nhưng ngôi sao này là điển hình cho kiểu thể Hàn quá nặng. Jiu Hae-jung. Jiu Hae-jung có thể không quá quen, nhưng ai đã xem Lời Hồi Đáp 1988 thì sẽ chẳng thấy xa lạ gì với cô nàng Boja, chị gái của Đất Sơn đâu. Jiu Hae-jung chính là Boja đấy. Nhan sắc có thể không quá xinh đẹp gây mê, nhưng gương mặt Hae-jung lại rất đáng yêu, dễ mến. Cô nàng cũng diễn xuất rất ổn vì đóng từ phim điện ảnh chuyển qua truyền hình. Thế nhưng suốt 3 năm nay, mỹ nhân 1991 này vẫn chưa thể vượt lên khỏi danh tiếng tầm trung. Thậm chí sau khi khá có tiếng với Lời Hồi Đáp 1988 thì sự nghiệp Jiu Hae-jung cũng không khởi sắc là mấy. Điện ảnh đóng nhiều hơn truyền hình, nhưng cả hai mảng đều không có vai diễn gây chú ý. Đây chính là nguyên nhân khiến sự nghiệp Jiu Hae-jung mãi không khởi sắc. Cô Min Si, sinh năm 1995, cũng đã ra mắt được 6 năm rồi. Trong khi các mỹ nhân khác bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn đều tiến lên khá nhanh thì cô Min Si vẫn đang đi rất chậm. Vai diễn đáng chú ý nhất của cô Min Si là nữ chính trong Tuổi Trẻ của tháng 5 ra mắt năm 2021. Ai cũng nghĩ sau khi phim ra mắt khá nổi, cô Min Si lại có nhan sắc có vài phần giống Kim Min Hee thì sẽ một đường bật lên. Nhưng cuối cùng sau đó mọi thứ lại chìm dần xuống. Ngoài ra, cô Min Si cũng khá là xui, tham gia vào dự án lớn Chi Ji San cùng Chân Chi Hiên vốn cũng tính là cơ hội bật lên đấy. Nào ngờ phim lại quá kém nhiệt nên cô nàng cũng chẳng được gì. Cũng hơn một năm nay, cô Min Si lặn sâu khỏi màn ảnh nhỏ, cứ ở trong tình trạng vắng mặt thế này thì sự nghiệp sao có thể sang trang được đây. Nam Chi Hơn. Các mỹ nhân sinh năm 1995 quả thật khá là chật vật thì phải. Nam Chi Hơn cũng bấp bênh mãi dù diễn xuất, kinh nghiệm, nhan sắc đều chẳng thiếu sót gì. Ra mắt từ rất sớm, gây chú ý vì diễn xuất thắt tay. Nhưng Nam Chi Hơn cứ nổi lên một bước thì lại lùi lại hai bước so với bạn bè. Vậy nên giờ sự nghiệp Nam Chi Hơn là kém nhất trong dàn sao nhí đình đám một thời. Nguyên nhân thì có lẽ là ngoài thể Hàn hơi nặng ra, thì việc cô nàng nhận phim thưa thớt và chọn đề tài không bắt chen cũng góp phần giúp bản thân đi lùi nữa. Những dự án trước của Nam Chi Hơn cũng không có bộ phim lớn nào. Đối tác đáng ngờ, Lang Quân 100 ngày đều nổi tiếng không ai đoán trước, vẫn là tài nguyên không rộng mở thật khiến người ta thấy tiếc. Kim Hae-jun. Kim Hae-jun khiến người ta vô cùng bội phục chính là ở sự chăm chỉ và hết mình với diễn xuất. Ra mắt mới 9 năm mà dàn phim của nữ diễn viên này đã dài tới nỗi khiến ai nhìn cũng choáng váng. Có thể nói vai gì Kim Hae-jun cũng đóng, vai phụ, vai nhỏ, phản diện, chính diện, dường như phim nào tới tay là cô nàng nắm bắt hết. Mỗi năm đều đặn đóng tới 3 đến 4 bộ không hề kén cá chọn canh. Năm 2019, Kim Hae-jun gây chú ý với vai phản diện trong Lâu Đài Tham Vọng, sau đó lên chính với Vô Tình Tìm Thấy Haru. Ai cũng nghĩ từ đây sự nghiệp Kim Hae-jun sẽ phát triển mạnh, nhưng mà ai ngờ cô nàng lại quay về đóng khách mời vài bộ, và rồi có đóng chính nhưng phim nhỏ, phản diện trong Snowdrop thì cũng không có tác dụng lắm. Kim Hae-jun cần có một vai nữ chính thật hot thì mới giúp cô nàng thực sự bật lên được. Chin Chi-hee. Trường hợp đáng tiếc nhất chính là Chin Chi-hee, khi còn là sao nhí đã có vai diễn đỉnh cao để đợi, sau khi trưởng thành thì lại chật vật mãi vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng cho mình. Chin Chi-hee diễn xuất từ khi mới 4 tuổi, cực nổi tiếng với Gia Đình Là Số 1. Tiếc rằng sự nghiệp sau khi trưởng thành của Chin Chi-hee thực là vô cùng ảm đạm. Dù kinh nghiệm đầy mình thì Chin Chi-hee vẫn chưa có được vai nữ chính nào. Khi các bạn đồng trang lứa gây sốt với phim Học Đường, Thanh Xuân, Cổ Trang thì Chin Chi-hee lại chỉ có duyên đóng phụ hay những vai diễn khó ưa, cô con gái khó bảo của nữ chính. Năm 2020 và 2021, mỹ nhân này đã gây chú ý hơn khi đóng Penthouse. Ấy vậy mà sau khi phim kết thúc thì Chin Chi-hee cũng mất hút. Chẳng lẽ cô nàng không kiếm được tài nguyên nào sao? Chắc chắn là không rồi, vì luôn bỏ lỡ thời cơ nên sự nghiệp và danh tiếng Chin Chi-hee mới bấp bênh vậy đấy. Gọi năm cô nàng trên đây là thể Hàn thì cũng phải vì đóng mãi chẳng bật lên được. Nhưng sự nghiệp họ bấp bênh cũng bởi cách hoạt động của họ hay là do công ty quản lý không thể kiếm được tài nguyên tốt đấy. Tuy vậy, thời của mỗi người mỗi khác, cơ hội của cả năm đều còn rất nhiều. Họ cũng còn rất trẻ và tương lai đều rộng mở. Hy vọng tất cả đều tìm thấy con đường và hướng đi đúng đắn để không phí hoài tài năng và sự nỗ lực bao năm qua.